Theo quyết định số 613 vừa ban hành, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang là thành viên Chính phủ, chủ trì làm việc với hai địa phương là thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên về tình hình giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, tháo gỡ các khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật kỷ cương hành chính và các vấn đề khác nổi lên trên địa bàn. Quyết định số 613 có hiệu lực thi hành từ ngày 9 tháng 7. Quyết định này nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên chính phủ được giao chủ trì làm việc với địa phương có nhiệm vụ và quyền hạn xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn làm việc với các địa phương, báo cáo kết quả cho Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền những khó khăn vướng mắc tại các địa phương được phân công làm việc. Báo cáo Thủ tướng đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Yêu cầu các địa phương báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu, cử cán bộ phối hợp thực hiện và giải quyết vướng mắc của địa phương đó và thực hiện các nhiệm vụ khác mà thành viên chính phủ có thẩm quyền và theo chỉ đạo của Thủ tướng.